Này mình vô phòng mình sạc phone rồi, bây giờ mình chia sẻ kinh nghiệm sạc phone bên Pháp nha. Ok, bên Việt, bên Mỹ mình sạc cái đầu dẹp dẹp nè, bên Pháp phải xài bằng cái đầu tròn tròn, cái đầu tròn này nè, cái đầu tròn này nè. Cho nên mình phải mua thêm cái này để mình cắm vô cái này. Cái này nó gọi là cái gì á? Xong mình mua cái, mình đem cái dây sạc phone của mình cắm vô đây. Cái này nó gọi là gì á? Mình mua nó có USB và nó có cái ổ điện này luôn nè. Đó. Cho nên mà mình đi Europe mình phải chuẩn bị mấy cái này, không là mình không qua đây mình không có cắm mình sạc được. Bên đây ổ điện tròn không à nè, nhiều ổ điện lắm. Cái này mình ở Holiday Inn nhưng mà đây nè, ổ điện tròn không nè, thấy không? À, đây là phòng của mình đây. Bây giờ mình chuẩn bị mình đi chơi. Bây giờ mình để dành mai mốt mình về Mỹ mình ngủ mình chơi cho nó để hết ngày á, đi chơi cho để hết ngày. Nhà mình đi lên Paris chơi thì phải đi lại cái sân bay, mình lên cái shuttle, mình đi từ cái khách sạn ra sân bay, và cái shuttle này chạy từ Terminal 1 tới Terminal 2. Đây là tên cái airport shuttle này, CDG Vor, thì cái này là đi free. Sau đó là mình thấy cái đường này đi xuống hầm, mà nó chỉ mình xuống hầm để mình đi cái train để ra Paris. Rồi xuống đây mình mua vé luôn, chưa có mua vé, khi nào mình đi thì mình xuống đây mình mua. Hello mọi người, bây giờ mình sẽ đi ra airport để mình đi, mình mua vé, mình đi lên Paris. Mình đi lên thành phố Paris, mình coi cái, mình chơi, tối mình về. Thì mình đang ở lại cái airport này á, rất là đông đảo mà rộng lớn, rất là khó đi luôn. Hả? Paris là cái city của Pháp đó con. Mình vô đây mình mua cái tích kẹt nha. Hiện tại mình đang ở trong cái nhà để mình mua tích kẹt đó. Ở đây nó có cái nhà nè, mình mua cái office luôn, hoặc là có cái máy machine ở ngoài mình tự động mình mua. Nhưng mà ông xã đang thích hỏi information đó, cho nên là vô cái nhà mua, mua ở trong cái office này đó. Thì mình vô đây mình mua để mình hỏi information, mình đi cho nó tiện. Mình thả vô đây nè, mình đá vô đây nè, làm muốn làm cái trước các bạn, em làm cái trước để em qua thử hả? Cái đấy lúc này nè, em phải đi qua bên này chứ sao. Qua đây cái ticket. Giá con nít 8 đồng euro mà người lớn là 11 đồng 45. Và đây là Bảo nè, Bảo đang ngồi coi nè. Mình đang đi ở hướng south, từ ở chỗ cái airport mà đi vô Paris đi hướng south. South tiếng Pháp nó đọc là sud. Ngồi ngược chiều, bây giờ là nó vô hầm mà thấy không? À, tôi đó nó ra lại. Lúc đi trong lúc đi ngoài chắc khoảng 1 tiếng rưỡi mới tới á, mà xe đây rất là êm luôn, chắc mà ngồi mỏi á, ngồi xe rất là mỏi. Mình ở gần airport để ngày mai mình đi Hà Lan cho nó tiện, cho nên là giờ mình vô Paris mình chơi mình không cần phải mang hành lý gì hết, và lát nữa tối mình sẽ về lại. Ở dưới đây có cái hồ nước sông cảnh đẹp này, hoa nó nở đầy. Ở đây có cái cây màu trắng nó nhiều hoa lắm. Xe tàu điện á, nó êm ha. Cái này giống nhà quê anh hả? Này nó ở ngoại ô hả? Thầy chưa đi
c'est repartir en direction du sud de la ligne B. Ok, il va aller chercher ta poussée de la plongée en direction de Onisco et les sur le groupe 2. Je vous informe que le prochain départ s'effectuera en garde sur passe 32 et 33. Je vous rappelle également que le trafic est interrompu entre Onisco et les Tancrés, un service de bus de remplacement est mis en place en garde de... Niagara, c'est le pour Pháp nè. Mình phải đổi cái nhà ga này mình lên số 6. Đổi nhà ga mình lên số 6 thì mới ra Paris. Xe lửa giờ này đông quá trời luôn. Cho mọi người coi cái nhà ga xe lửa. Số 6 nó để toi nè. Trời đất ơi, giống như là cái ma hồn trận vậy đó. Này là đi ra cái Eiffel Tower đó. Nó có hai hướng, số 6 nó có hai lối, một lối đi toi. Eiffel Tower here. Toi nè. Sao mình tới đây nè. Ở đâu nè, mình tới đây mình xuống nè. Mình mua một cái vé đó mà mình đi dài tới đây luôn đó. Nói chung là do ngoài đó là mình thấy lạnh rồi đó. Ở dưới này họ để mới lạnh cho. Nó thông cái e sao lạnh dữ. Mình đi tàu điện ngầm á, hồi mỗi lần mà mình đi vô á, mình đi xuống tàu mình đi là mình phải đi xuống cầu thang. Mà hễ mà mình sau khi mình ở dưới tàu mình ra là mình phải đi lên cầu thang để mình đi ra. Đó là quy luật đi lên đi xuống. Có tàu rồi vô mình chạy. Để ngồi đây với con nha. Mình đi ra đây là tới nơi rồi. Mình mua cái vé lát nữa mình đi về để tối mình ra nó đóng cửa đây. Ở đây toàn là du khách không à. Mình thích mua cái office hơn là mua ở ngoài cái bụng. Cái trạm này là cái trạm Bơ Hakim hả? Báo xe á. Má ơi. Ở đây là người ta đi bộ tới cái tháp nè. Và người ta làm nhiều chuyện lắm, cho mình coi để xin tiền cho. Có tới đây con có thích không? Nhỏ con khóc, con hỏi sao bố mẹ đi mà không dắt con đi. Để họ bán đồ ở trên đường nhiều. Ở đây có toilet công cộng nữa nè. Đó cái toilet công cộng đó, đứng có xếp hàng á. Anh cần đi không? Đông ghê ha. Đi dạo dạo nè, đi dạo dạo cảnh. Mấy người này người ta bán ở đây đó, nhưng mà hệ cảnh sát tới bắt là họ túm họ chạy à. Tại vì họ ở đây họ không cho bán ngoài đường á. Cho nên họ chạy, họ chắc lên ở trên cái bạc này đó. Ở cảnh sát tới là họ túm họ chạy. Lần trước mình đi mình thấy vậy á, cho nên mình nghĩ đó, họ để trên cái bạc vậy đó, họ túm họ chạy dễ lắm. Ở đây thường mấy người Mỹ đen người ta bán thôi. Ở đây mấy người này họ chơi cái trò gì không biết nữa. Đố tiền hả? Đặt cái hả? À, đặt tiền vô đó. Đặt tiền giống như chơi vậy đó.
đông quá chừng luôn à. Mình bán mấy cái tháp để cho tourist người ta mua. Ô mấy con thỏ này bảo cho mấy thỏ ăn này bảo. Chú này chú cho mấy thỏ làm kiểng gì đây nè. Thỏ trắng đẹp quá. Ôi ôi dễ thương quá à. Đây nè. Nè. Anh nghe nó gặp em nó nói Trung Quốc không? Anh nghe nó gặp em nó nói mình đi. Ờ. Xưa em đi hay em đi lòng tung mấy cái tiệm này à. Đi bộ vòng vô đây cái lát mình đi bộ ra mình đi về cho bảo biết cái Eiffel Tower nó như thế nào. Mấy cái tòa nhà bên kia kìa anh kìa, cái nhà cao á, trên đó nó có cái thì mẹ tới đây rồi mẹ cũng quắc vậy rồi mẹ mới tới đây. Để con da đi đây nè. Để con da mới đi được. Bao giờ mới đi hết. Tự nhiên rồi. Để con da mới đi. Tự nhiên rồi. Bắt nó chờ vậy á. Tới đây đông quá. Tới đây đông quá mình qua cái con đường này nữa là mình mới tới. Tới nơi rồi. Đây nè nè, cái công viên là do đây ta chụp lên nè. Vô đây người ta chụp lên nè. Công viên á. Ở đây nè, người ta vô đây người ta chụp đứng lên nè. Đây nè. Uber bằng xe máy nè, Uber bằng xe máy nè. Trời bên kia kìa đó, mọi người. Người ta chụp hình ở bên kia đó mọi người. Rồi mấy ông cảnh sát ông đi nè. Mấy ông cảnh sát ông đi là mấy thằng bán hàng nó chạy hết à. Người ta bên kia người ta chụp hình, ta qua bên này nè. Người ta đứng bên đó đông kinh lắm, người ta xếp hàng dài luôn. Người ta xếp hàng để ta chụp hình bên đây đó anh. Giờ mình đi vô trong này không? Hồi xưa mình đóng mình vô ngõ này nè, nhưng mà giờ họ làm cái kính tường trắng này. Họ phải xét security, họ mới cho vô cho cái cổng nào ở trong đó. Bây giờ mình ở ngoài để mình vô không có được nữa. Đó. Thì mình phải tìm một cái lối để mình vô. Bà muốn vô đó hả? Đã tới đây giờ mà đông quá chừng tourist luôn á, kinh khủng. Đi dạo một vòng đây là về đuối. Hai bé này mặc hai cái áo màu tím này, thì mấy ông police đi qua xong mấy này nó bán lại. Mới mua mới gì? Ok, vô cho nó đang tìm, bây giờ đang tìm đúng. Chắc cái công viên hồi nãy. Nóng quá. Đông quá. Đông như kiến cỏ vậy đó. Đông. Hồi xưa họ đi tràn lan ở đây luôn á, đi tràn lan ở bên trong này luôn á. Bây giờ họ đóng hết rồi, họ đóng cửa rồi. Cái kính này dày lắm luôn á. Cái này dày ơi dày. Cái này. Cái này cái hoa lá càng này nó sắp nở. Đông quá à. Quá trời. Quá trời đông là trời đông đông. Do đây mới mua vé nè, mà cái line dài vậy chưa? Oh wow, line. Đây là cái line mua vé để đi lên trên đó đây nè. Còn mình vô đây thì nó chỉ xét cái đi qua cái security.
Trời ơi, thôi đông quá à. Hồi xưa em anh mua đồ ngồi để ăn nhau. Đúng rồi, chờ. Buổi trưa ngồi ăn chờ luôn, ngồi chờ ăn rồi xếp hàng luôn á. Mấy tiếng đồng hồ mà giờ hai ba bên xếp hàng mà vẫn đông nè. Hai ba bên xếp hàng mua vé luôn. Xếp hàng mua vé xong rồi qua đây xếp hàng để leo lên thang máy nè. Đó, xếp hàng đi lên thang máy á. Mua ở đây xếp hàng đi lên thang máy, còn đây là xếp hàng mua vé đi lên thang máy luôn. Hai bên. Mình đi ra mình coi vòng vòng xong rồi mình chụp đúng được vài cái hình, chắc được 5 cái hình. Ở đây có cái chợ nè. Chợ này đông quá luôn á. À, không có. Còn ở đây thôi đông quá. Đông quá vậy. Tàu trên dòng sông Sen mà đông như vậy sao mà có chỗ mà coi gì đâu. Trời ơi, đầu người quá trời luôn, gì mà đông quá à. Qua dòng sông Sen. Đối diện cái tháp Eiffel này, người ta qua đây người ta chụp hình ngược lại không mà nó mới thấy cái tháp rõ. Còn mình leo lên cái tháp mình cũng không có thấy rõ. Xuống đây mình mua vé mình đi thuyền nè, nhưng mà thấy nó đông quá. Rồi bán đồ phòng nào, đồ phòng nào được. Ở đây coi em này bảo. Sông Sen. Ở dưới này có nhà hàng nổi. Nhà hàng người ta xuống đây đi thuyền. Đông quá. Anh chụp em cái hình này. Đây là phần Mayinda. Mayinda viene con la mamma. Đây là cái nhà ga gần cái tháp Eiffel này. Nhà ga này rất là đông luôn, người ra người vô tấp nập luôn và bán vé đông. Ở nhà ga này nó dẫn vô cái tháp Eiffel đó. Đi bộ 5 phút là tới. Rồi đấy mình ngồi đây mình ăn xong mình về khách sạn, tại khách sạn ở chỗ cái sân bay không có gì ăn hết á, cho nên ăn đây luôn rồi về là ngủ luôn á. Trời ơi, mình thức từ 10 giờ sáng hôm qua mà chưa ngủ. Nay mình ăn cái thôi, cái nhà hàng này nó tên là gì? Bistro Cafe Eiffel hả? Bistro Cafe Eiffel hả? Ăn. Thank you. Và đây là nước. Thì mình order nước thì họ sẽ hỏi mình là muốn nước tap water hay là bottled water. Tap water là nước ở trong cái romine lấy ra luôn á. Mà mình hỏi ở đây có hai loại nước uống hả? Thì cái cô mà cô phục vụ cô nói cô uống cái nước tap water luôn. Thank you. Và ở trong hotel họ cũng nói mình ở đây người ta uống nước tap water luôn. Nó giống như nước ở trong vòi mình lấy ra mình rửa chén. Ở bên Mỹ á, thì ở đây nước người ta uống được luôn. Còn một cái bottled water này nó để lạnh là 1 lít thì 8 đô la, 8 euro. 8 euro 1 lít này nè. Giống như nước này họ đóng luôn nè. Họ mua họ bán lại cho mình á. Thì trong nhà hàng họ serve cái nước này 1 lít 8 đô. Hoặc là uống tap water thì nó cho miễn phí.
Và đây là cái bar của cái nhà hàng. Ở đây thì mình thấy rất là đông đảo. Đây là cái đĩa mì Ý này, ở bên Pháp người ta ăn ít hả? Đĩa này 8-9 đồng gì á, người ta ăn ít hơn là so với bên Mỹ. Còn đây thịt bò bít tết 16 đồng, 16 euro á, 16 euro mà cái dĩa bò bít tết đó, mà thịt bò đó nhìn hơi bị dai rồi đó. Cái quán này ăn giờ mình ăn spaghetti xong mình đi về mình ngủ nha. Xong cái một ngày ở Pháp. Bà chết lát á, bà ngủ, bà buồn ngủ, đi chơi mà buồn ngủ quá.